em mồi nhé, cho ăn sâu tí cho nó căng. Giới thiệu với các bác, đây là em này khá là sung, khá là sung mỏ. Em này khá là sung, ở trong một ngôi nhà khá là bóng bẩy phong cách. Đây là cống nước uống, hò đầu ra. Đây là quai, đây là móc nhôm, đây là cửa, trong này là có nền cát, đây là cống ăn, mỏ rất đẹp, ngực màu đen, cổ bành, chân khô. Mang ra rừng đánh ác luôn. Bố bảo bọn cháu đi gửi cái lồng chim với cái hộp chim kia đi. Đi rừng ơi. Đơn đi đâu? Bát là của ai? Gọi mang ra thế nào, mang ra thế nào?
Nhâm Bát thì đấy là Nghệ An được rồi, đuôi 319 là xong rồi. Không đấy. Phải. Đây, số của nó đây. Đấy, số vừa gửi tin nhắn đấy.
quý vị và bạn muốn test những con mồi và muốn mua những con mồi chim đa đa, xin liên hệ cho mình là chuyên đa đa và chim cu gáy là 0163 5305982. Mình tên là Thao, với biệt danh là Thao chim cu gáy. Xin nhắc lại là 0163 5305982. Những con chim đa đa thì mình sẽ chuyển cho các bạn toàn quốc. Thân ái chào tạm biệt, chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.